cá sấu được biết đến là loài động vật ăn thịt máu lạnh đáng sợ nhất trên trái đất ngày nay. Nhưng trong lịch sử hành tinh của chúng ta còn có rất nhiều loài cá sấu khổng lồ đáng sợ hơn rất nhiều. Một loài cá sấu mà ngay đến cả những loài khủng long ăn thịt to lớn cũng phải dè chừng, nếu không muốn nói là có phần sợ hãi. Không ai khác đó là Sarcosuchus, siêu cá sấu có thể nuốt chửng cả khủng long. Không để mất thời gian của các bạn hơn nữa, chúng ta cùng bắt đầu video thôi nào. Cái tên Sarcosuchus xuất phát từ các từ trong tiếng Hy Lạp Sarx có nghĩa là thịt và Suchus có nghĩa là cá sấu. Đó là tên gọi chung của loài bò sát này. Chi cá sấu này là một trong những sinh vật phổ biến nhất kỷ phân trắng sớm, sống ở châu Phi và Nam Mỹ ngày nay khoảng 133-112 triệu năm trước, bao gồm hai loài là Sarcosuchus imperator và Sarcosuchus hartis. Loài này được biết đến từ một hóa thạch được tìm thấy ở Brazil. Hiện nay, nó nổi tiếng là một trong những loài bò sát giống cá sấu lớn nhất từng tồn tại. Đó là lý do tại sao ngoại hình, hành vi và sự tiến hóa của nó rất được các chuyên gia và những người đam mê sinh vật thời tiền sử quan tâm. Nghiên cứu giống loài. Sarcosuchus ban đầu được biết đến nhờ răng và vảy xương. Vào năm 1964, hộp sọ đầu tiên được phát hiện và loài điển hình sau đó đã được xác định. Tuy nhiên, phải đến những năm cuối thế kỷ 20 mới có nhiều vật liệu hoàn chỉnh hơn bao gồm đốt sống, xương sườn và các bộ phận khác của bộ xương sao sọ. Mặc dù vẫn chưa hoàn chỉnh nhưng hiện đây đã có đủ tài liệu để đưa ra ước tính sơ bộ về kích thước của Sarcosuchus. Vào những năm cuối thế kỷ 20, Sarcosuchus được cho là dài khoảng 11-12 mét, một ước tính dựa trên so sánh tỷ lệ hợp sọ và chiều dài cơ thể của cá sấu còn sống ngày nay. Phương pháp này cũng được sử dụng cho nhiều chi khác của cá sấu tiền sử. Tuy nhiên, nó dường như không hoàn toàn đáng tin cậy trong một số trường hợp, đặc biệt là do sự khác biệt về hình dạng và kích thước hợp sọ giữa các loài. Nhưng sau đó thì đã có một số phương pháp so sánh khác nhau nữa, nên đã đưa ra được ước tính nhỏ hơn một chút là từ 9-9,5 mét đối với các cá thể Sarcosuchus đã biết. Điều này vẫn khiến Sarcosuchus lớn hơn đáng kể so với những loài cá sấu lớn nhất được ghi nhận còn sống ngày nay, mà hiếm khi xảy ra là đạt đến chiều dài từ 6-7 mét. Sarcosuchus không chỉ lớn hơn cá sấu ngày nay mà còn già hơn rất nhiều. Hầu hết cá sấu có tuổi trung bình trong tự nhiên khoảng 25 năm, với một số cá thể có thể đạt tới 30 tuổi, thậm chí là có thể hơn. Có một số nghiên cứu ở một số bộ xương cho thấy một số chi Sarcosuchus đã khoảng 40 tuổi mà vẫn chưa phát triển đầy đủ trước khi chết. Trong khi cá sấu ngày nay phát triển lớn và dừng lại khi đến tuổi trưởng thành, Sarcosuchus vẫn tiếp tục lớn hơn. Đó có thể là yếu tố hạn chế duy nhất với mức độ phát triển của nó khi nó không còn duy trì cơ thể to lớn như vậy với nguồn cung cấp thực phẩm sẵn có. Sarcosuchus có mõm dài chiếm khoảng 75% tổng chiều dài hộp sọ. Cả hai hàm đều được trang bị răng bố trí ở hai bên, có 35 chiếc răng ở mỗi bên hàm trên và 31 chiếc răng ở mỗi bên hàm dưới. Điều này cho thấy hàm trên lớn và dài hơn đáng kể so với hàm dưới. Một đặc điểm khác biệt của Sarcosuchus là mõm mở rộng. Một điểm khác biệt của Sarcosuchus là mõm mở rộng mà các nhà khoa học gọi là bulla. Nó được so sánh với bulla được tìm thấy ở cá sấu Ấn Độ hay còn được gọi là cá sấu ăn cá. Mặc dù bulla này chỉ xuất hiện ở cá sấu đực, ngược lại thì cả Sarcosuchus đực và cái đều có phần mở rộng này, cho thấy không dị hình giới tính. Sarcosuchus sở hữu các vảy xương hay còn được gọi là vảy da. Chúng kéo dài từ phần sâu của cổ đến giữa đuôi. Những vảy xương này giống với những vảy được tìm thấy ở Goniopholis và Pseudosuchus. Những vảy xương này có hình dạng khác nhau, tùy thuộc vào vị trí của chúng trên cơ thể. Nơi sống và phân bố. Các hóa thạch đầu tiên của Sarcosuchus được phát hiện ở hệ tầng Intercalary ở Maroc. Một số hóa thạch cũng được tìm thấy ở Algeria, Tunisia và Cộng hòa Niger. Việc phát hiện và nghiên cứu các hóa thạch được tìm thấy ở Niger là cơ sở xác định một dạng cá sấu mõm dài mới. Hiện tại, nó thuộc hệ tầng Eras của Cộng hòa Niger. Vào năm 1977, các nhà cổ sinh vật học đã tìm thấy những hóa thạch khác được cho là thuộc chi này nhưng lại được chỉ định là một chi khác. Đó là Sarcosuchus hartii, mà ở phần đầu mình có nói nó được tìm thấy ở Ilhas của Brazil. Vì các hóa thạch được tìm thấy ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới, nên mình sẽ tập trung vào khu vực có mẫu vật gốc từ thành hệ Eras, có niên đại khoảng 112 triệu năm trước. Lãnh thổ này có lẽ là một môi trường sông nội địa bao gồm các vùng nước ngọt. Một số nguồn liệt kê nơi đây có khí hậu nhiệt đới ẩm, trong khi những nguồn khác cho biết khu vực này rất nóng và khô. Tuy nhiên, người ta cho biết rằng lãnh thổ này có lợi cho sự phát triển của cây cối. Đối với hệ tầng Ilhas ở Brazil, nơi loài thứ hai được phát hiện, người ta tin rằng nó là một môi trường hồ cạn,
có hệ động vật thủy sinh tương tự như hệ tần ERAS. Hành vi và chế độ ăn. Các thành viên của họ Pholidosauridae đều sống dưới nước, mặc dù loại môi trường chúng sinh sống phụ thuộc vào chi. Trong khi một số loài sinh vật biển khác có thể sống ở môi trường nước mặn, thì Sarcosuchus lại là loài bò sát sống ở nước ngọt. Sarcosuchus cũng khác với những loài khác do chế độ ăn của nó. Trong khi hầu hết họ hàng của nó là loài ăn cá, thì Sarcosuchus lại là loài săn mồi chuyên biệt. Các chuyên gia cho rằng nó có chế độ ăn tương tự như loài Crocodilus nigloticus. Loài săn mồi này hầu như chỉ ăn động vật có vú trên cạn. Như vậy, Sarcosuchus có khả năng săn những loài khủng long trên cạn, có chung môi trường sống với đó. Mặt khác, cũng như nhiều khía cạnh liên quan đến sinh vật thời tiền sử, điều này không được tất cả các nhà khoa học ủng hộ hoàn toàn. Phân tích khoa học cho thấy Sarcosuchus không có các đặc điểm cơ động như cú cuộn tử thần nổi tiếng của loài cá sấu. Đó là một động tác xoay tròn ngụ ý một chuyển động quay nhanh quanh trục dọc của cơ thể, dùng để khuất phục hoặc chặt xác con mồi. Nói một cách dễ hiểu hơn, những con cá sấu này lăn lộn cho đến khi con mồi của chúng bị khuất phục và bị phân xác. Những sinh vật tương tự như Parasaurus hoặc Deinosuchus có thể thực hiện những cú cuộn tử thần này. Trong khi hộp sọ của Sarcosuchus có thể không chịu được áp lực xoắn của cuộn tử thần này. Nghiên cứu này chỉ ra rằng Sarcosuchus có thể dựa vào các kỹ thuật săn bắt và phân xác con mồi khác. Nói tóm lại thì có thể là Sarcosuchus có lối sống và chế độ ăn khác nhau ở các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời. Cá là con mồi dễ dàng cho cá sấu nhỏ, nhưng khi chúng lớn hơn, chúng sẽ cần nhiều chất dinh dưỡng hơn để tồn tại. Và vì vậy, chúng có thể đã bắt đầu kết hợp khủng long vào chế độ ăn của chúng. Như đã thấy ở các loài cá sấu ngày nay, chúng cũng có thể đã rời khỏi vùng nước của mình để nhặt xác các loài đã chết. Tương tác với các loài khác. Vì hầu hết các hóa thạch thuộc chi này đã được phục hồi từ hệ tần ERAS, nên chúng ta chỉ tập trung nói về khu vực này. Chúng ta có thể kể đến một số động vật thời tiền sử khác cũng chia sẻ môi trường sống với Sarcosuchus, như nhiều loài cá khác nhau thuộc thành viên của Pycnodontidae và Neoceratodus. Một số loài cá sấu như Anatosuchus, Araribesuchus và Stocorosuchus. Các loài Ornithischian như Erasiosaurus, Lerusaurus và Oranosaurus. Những loài Saurischia như Avromimus, Elcacharia, Christops, Suchomimus và Nigesaurus. Như bạn đã nhận thấy, khu vực này có rất nhiều loài khủng long. Một số là động vật ăn cỏ, nên có lẽ chúng chưa bao giờ chạm trán với Elcacharia, nghĩa là Sarcosuchus không ăn chúng. Tuy nhiên, những loài khác lại là loài ăn thịt, nên chúng có thể đã đe dọa Sarcosuchus. Một số loài khủng long như Suchomimus có thể là loài ăn cá hoặc thậm chí là loài nhặt xác. Như vậy, mặc dù người ta chấp nhận rộng rãi rằng Sarcosuchus là loài săn mồi và do đó có thể đã săn những loài khủng long, có lẽ là loài ăn cỏ hơn là ăn thịt. Chúng ta không thể loại trừ khả năng đã xảy ra các cuộc đối đầu với khủng long ăn thịt. Tuy nhiên, với kích thước và cơ thể của loài cá sấu này thì có rất ít cơ hội để nó bị khuất phục. Tiến hóa và lịch sử. Các dạng cá sấu cơ bản sớm nhất là thành viên của bộ Sphenosauchia, tiến hóa trong kỷ Trias muộn. Chúng là những sinh vật trên cạn mảnh khảnh. Trong kỷ Jura, các thành viên của họ cá sấu Mechiorhynchidae đã phát triển chi trước và đuôi giống mái chèo tương tự như các loài cá hiện đại. Một số thậm chí còn phát triển hộp sọ chuyên dùng để ăn các loài bò sát thủy sinh lớn. Mặc dù đây là họ hàng xa của Sarcosuchus, nhưng chúng có thể giúp chúng ta hình dung khả năng tiến hóa của những sinh vật này. Chi mà chúng ta đang thảo luận ngày hôm nay được phát hiện từ năm 1946 đến năm 1959. Nhưng chỉ khoảng năm 1997, các nhà khoa học mới có thể mô tả được giải phẫu của nó. Điều này xảy ra sau chuyến thám hiểm của Paul Serino, kết quả là 6 mẫu vật mới được phát hiện. Tuy nhiên, những khám phá hóa thạch liên quan đến Sarcosuchus đã được bắt đầu từ trước năm 1964. Chính xác hơn là vào năm 1867, khi Charles Hart, một nhà tự nhiên học người Mỹ, đã phục hồi được hai chiếc răng mà sau này được cho là của loài Crocodilus hati. 40 năm sau, chúng được chuyển sang chi Gonopholis của loài cá sấu Goniopholidis với hành vi săn mồi phục kích bán thủy sinh. Cuối cùng, các nhà khoa học kết luận nó thuộc về Sarcosuchus và do đó đặt tên cho loài thứ hai trong chi là Sarcosuchus hati. Đặc điểm sinh lý cho thấy sinh vật này có quan hệ họ hàng gần gũi với Terminonaris, loài nhỏ hơn và sống ở Bắc Mỹ khoảng 96 đến 91 triệu năm trước. Ý nghĩa văn hóa. Vì là họ hàng xa xưa của cá sấu hiện đại và là một trong những loài bò sát giống cá sấu thời tiền sử lớn nhất, nên Sarcosuchus hiện là một chi được các nhà khoa học rất quan tâm.
Mặc dù không phổ biến như các sinh vật thời tiền sử khác trong phim ảnh và các trò chơi điện tử, nhưng Sarcosuchus cũng đã có những lần xuất hiện đáng chú ý trong các tập phim Lost World và New Zealand trong Planet Dinosaur. Nó cũng được miêu tả trong chương trình The Most Extreme. Cho người xem chưa biết rằng nó lớn hơn nhiều so với cá sấu Somnin, Sarcosuchus còn có một biệt danh khác là Super Croc. Biệt danh này khá phổ biến với những người tìm hiểu sinh vật tiền sử ở nước ngoài, nhưng nó không phổ biến lắm ở Việt Nam. Đó là tên được đặt trong một bộ phim tài liệu National Geographic. Sarcosuchus cũng xuất hiện trong Jurassic World The Game, nhưng đó được miêu tả là một loài lưỡng cư huyền thoại chứ không phải một con cá sấu. Vừa rồi là những thông tin về loài cá sấu Sarcosuchus, loài cá sấu khổng lồ tiền sử có thể nuốt chửng cả khủng long. Đây cũng là loài mà rất nhiều các bạn yêu cầu mình làm trong suốt thời gian qua, kể từ khi video đầu tiên được đăng tải. Nếu thấy video này hữu ích, hãy ấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những video thú vị khác của nhóm chúng mình trong thời gian tới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!